Người đàn ông mà anh phải hối hận khi rời xa. Em đã dành tất cả đến anh, thế nhưng người chỉ trao em lại dối trá, kết thúc ngơ ngàng. Dẫu còn đang tình cảm với anh nhưng em chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc vỡ tan đã bao lần. Thì thôi, mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Xin chào Phạm Loan, chào Sơn Hoàng, chào Quang Vinh. Hello anh chị ạ, xin chào đại gia đình ạ. Hello chị Vân Trời ạ. Hello Diên Phạm ạ. Ngày hôm ấy chính là ngày hai chúng ta chia tay. Anh vội bước đi chẳng nhìn em dù chỉ vài giây. Và rồi hôm ấy cũng chính là ngày nước mắt em rơi lần cuối anh à. Em hứa từ đây sẽ không khóc thêm lần nữa đâu. Chính anh sẽ là người đàn ông mà em phải hối hận khi rời xa. Em đã dành tất cả đến anh, thế nhưng người chỉ trao em lại dối trá, kết thúc ngơ ngàng. Dẫu còn nặng tình cảm với anh nhưng em chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần. Thì thôi, mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Hello chị Huệ Phạm, Nguyễn Ca, Văn Thanh, Đặng Nga, dạ. Em chào chị Tuyền Yêu, chào chị Thu Trang ạ. Hello Phan Hạnh, Lê Hai, Chi Bùi, Trí Nguyễn, Hoàng Hiền. Anh sẽ là người đàn ông mà anh phải hối hận khi rời xa em. Em đã dành tất cả đến anh, thế nhưng người chỉ trao em lại dối trá, kết thúc ngơ ngàng. Dẫu còn đang tình cảm với anh nhưng em chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần. Thì thôi, mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Phi Trường nhà Phi Trường. Hello chị, hello Huy Vũ nè, Chu Công nè, Nguyễn Luân nè, Hiền My nè, Nguyễn Nguyễn đó, Văn Đức nè, anh chị mình ơi, và lì xì chia sẻ nhiệt tình rực rỡ giúp Linh trong buổi livestream đầu tiên ngày hôm nay được không ạ? Hôm nay là thứ bảy là anh chị chắc chắn là phải quẩy rồi đúng không nè? Hello chị Dầu, Trần Thị Hiền. Hôm nay em có vũ khí rồi. Một chai mật ong chanh. Con nợ mẹ một lời ta ơn. Có nha chị Kẹo Đắng ơi. Cả cuộc đời dành cho con, có lẽ chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành. Nơi suốt đời một lời xin lỗi, cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng tố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con.
mẹ dành những chân lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chăm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con làm lớn. Sau đi chôn cao một kiếp người, cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Hết vòng rồi nhưng mà vẫn còn lì xì, đúng rồi, nhà em sẽ lì xì cho các anh chị mình hết tháng này luôn nha mọi người. Ở cho nên là các anh chị cố gắng nha mọi người. Hello chị Huế nè, Thanh Thanh, Cao Minh Hoàng, Văn Đức, Văn Thương, Lê Huyền Mai. Dạ đúng rồi, hôm nay chỉ có một mình Bé Linh thôi ạ. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con. Lúc đau buồn và khi sóng gió, giữa sóng tố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Đỡ mẹ cả tuổi xuân vì con, đỡ mẹ những trăm lo tháng ngày, đỡ mẹ bao hy sinh để con chẳng lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối. Dẫu đi trọn cao một kiếp người, cũng chẳng hết những lời mẹ ru. Cảm ơn chị Nga Nguyễn nè, cảm ơn chị Hiền Yêu, Nguyễn Ca, Thanh Nhân nè, Mai Yến Phương, Tí Chim, Phạm Loan. Mình đã nhận được hàng rồi, giao hàng rất nhanh, mình rất hài lòng. Em cảm ơn chị Thu Hằng ạ. Nở mẹ cả tuổi xuân vì con, con đi thanh thang bước chân là nhờ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Đẹp quá mà còn thơm nữa, sao ngửi được cái mùi thơm của em vậy? Mặc dù là hôm nay em đi live có một mình nhưng mà em xịt rất là nhiều nước hoa. Mặc dù là đi live một mình nha mọi người nhưng mà cũng xài nước hoa rất là nhiều. Xịt cho mình ngửi luôn. Hôm nay em kiếm được những cái bài mới mới mà mọi người. Hôm nay em hát mấy bài mới mới mở màn cho mấy chị nha. Một cái khúc mà phải nói là hot rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay thì mới remix lại cho anh chị mình. Đó là một bài hát được mang tên Giúp Em Trả Lời Những Câu Hỏi. Chào Thu Trang ạ. Bích Diệp. Anh Tuấn ạ. Cô Phương Thảo ạ. Hôm qua em mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn? Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về.
cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ đừng tệ thêm đi. Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra em chẳng còn là gì của anh. Mắt em nhắm lại không thể thêm nhất nào, mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của linh một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa? Đã biết bên anh đã có em chưa? Zen, ok chị Đàm Thủy, em đã thấy số điện thoại của chị yêu ạ. Cô, con chào cô Ngọc Lan ạ. Con chào cô. Một lòng một dạ để yêu anh đó quá khó phải không? Chào Linh, Linh Hường ạ. Bài này lâu quá mà mình nghe lại mình cảm thấy nó rất là hay anh chị ha. Bài này lâu lâu em hát lại em thấy hay quá. Một thời rất là hot anh chị. Em sẽ cover bài này trên YouTube của Linh Em Official nha mọi người. Ôi nhạc này mấy anh chị đeo tai nghe vô đi. Nhạc này mấy anh chị đeo tai nghe vô. Mất volume cho em đi. Nó rất là sung luôn. Lắc vừa thôi là lắc vừa thôi, có gì đâu mà phải lắc vừa. Mình cứ lắc là mình cứ lắc, nhạc là sung là mình cứ lắc. Ngại cái gì mà mình không lắc? Chẳng khốn khó để yêu anh, bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc êm đềm. Phải bỏ ngoài ta Ánh Ngọc hôm nay xinh quá hả? Dạ, ngày nào cũng xinh mà. Ngày nào cũng xinh hết trơn, tại vì ngày nào cũng hát cho các anh chị mình nghe hết. Chào anh Thông Kevin, chào anh trai nha. Chúc anh chị có một buổi tối nghe nhạc thật là nhiều niềm vui nè. Một cái bài hát mới nữa nè anh chị. Bài này em chưa hát lần nào, không biết em có hát được không nha. Thử nha anh chị. Bài này lần đầu tiên em hát luôn. Một mình trên phố đông, nơi anh đẹp soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui. Hỡi anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại ra đi? Chờ những giấc mơ qua anh, chờ hình bóng ai kia theo mùa. Yêu dấu đây xa mang nỗi sầu, đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm qua.
và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu. Anh ơi có ngoảnh lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn nơi cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Một bài hát cho mình tên Hôm nay tôi buồn. Sao không nghe được tiếng à? Nghe mà, anh chị vẫn nghe được nhạc mà. Còn nha, vẫn còn khuyến mãi chị Bùi Nguyệt ơi. À, chị mua một hộp collagen DCY đi. DCY là 1,5 triệu hộp nè. Chị mua một hộp, em gái sẽ tặng cho chị một DC Plus 790,000 đồng luôn chị gái ơi. Cái chương trình khuyến mãi nhà em á cũng gần hết rồi, cũng sắp rồi đó. Chị Bùi Nguyệt để lại số điện thoại cho em Linh đi chị Nguyệt ơi. Em chào Nguyệt, em cảm ơn chị Nguyễn Kha. 1,5 triệu một hộp. Mua một hộp em tặng một DC Plus 790,000 đồng nha chị Bùi Nguyệt ơi. Nhưng ngày hôm nay Lê Văn Khương, Xuân Ái, Bùi Thị Huyền, gái họ Phạm. Chơi không? Anh chị không có đi đâu chơi, trở lại cái buổi live stream của Linh chơi với Linh nha. Chào chị Khánh yêu, Hoàng Minh Đỗ nè. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu. Anh ơi có ngoảnh lại không anh, để nhìn Linh thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn ơi cứ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Cô là xin sủi tuyệt vời cả nhà yêu ơi, làm đẹp từ bên trong đẹp ra ngoài. Cảm ơn Minh Vượng ạ. Chào chị Vũ Ánh Tuyết ạ. Chào Thanh Sĩ. Hôm nay tôi buồn. Hôm nay tôi buồn. Dương, hôm nay sao chỉ có một mình Linh em hả? Dạ đúng rồi, tại vì ngày hôm nay là ngày lịch nghỉ của Yến mà. À, chỉ có bé Linh thôi. Đã có tình đơn côi. Đó, toàn là mấy bài hit cho các chị nghe không nè. Vô mà hát về mít như thế này không mà anh chị không chia sẻ, ủng hộ nữa thì nói thiệt sự là tội nghiệp em luôn á. Hát toàn remix như thế này nó rất là hư vọng nha mọi người. Nhưng mà em vẫn cố gắng hát cho mấy anh chị. Chị mua lại 790. Chị mua 2 hộp 790 tặng 1, mua 4 tặng 2 nha chị. Cứ 2 là được tặng 1 nha chị Bùi Nguyệt ơi. 2 tặng 1 ạ. Tìm trong nhân thế đen, với linh hồn tha hương. Tình yêu tôi đó lúc trong vắng khi cuồn quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằng lên vết thương. Nhân sang kia mấy ơi được vui, yêu đương trong sách ba lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca, khúc ca đời đơn côi. Bảy trăm chín mươi ngàn đồng một hộp collagen DC Plus, mua 2 tặng 1, mua 1 miễn ship. Có tăng cân như Vũ Trinh ơi ha, 350,000 đồng. 350,000 đồng một hộp tăng cân, 2 hộp là 600,000 miễn ship luôn. Bài này hay quá mọi người ơi. Đã có những lúc tôi nhìn lại cuộc tình đó lúc anh đã xa rồi. Thế giới có biết bao người yêu trong suốt đời cơ sao, số kiếp tôi vẫn hiểu quay. Vẫn mãi dân bước trên đường đời,
Dù tình yêu trôi tôi giữa đâu vui, thế rồi có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn này. Lúc mới yêu đã xa người, lúc trái ngang đã răng trời. Hương hoa yêu đương nào mà không mang trái đắng, thì tôi xin yêu giữa đơn côi. Tìm trong nhân thế, tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu tôi đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằng lên vết thương. Nhân gian có mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thắp bước hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Hôm nay chị nhận được kem chống nắng rồi, xài rất là ok luôn. Cảm ơn chị Thu Huyền nha. Cảm ơn Danh Phượng nè. Cảm ơn chị Bùi Nguyệt, cảm ơn chị. Đây hai tặng một, cảm ơn chị yêu nè. Đi nắm lấy một tình yêu, để mới thấy ta được yêu, hơi linh hồn tha hương. Tình yêu tôi đó lúc trong vắng khi cuồn quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằng lên vết thương. Nhân sang kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thắm mơ hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Cảm ơn Đăng Phúc ạ. Nguyễn Thành. Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu để mời lang thang buồn trôi, nàng mà nương tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Gió bóng tối chớp trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về giữa anh qua đắng cay. Xua mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vượt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lắm những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay chào hơi ấm dồn ra, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới. Nắng say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn mưa. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nước hoa nhà mình Lưu Hương. Nước hoa nhà em là Lưu Hương được tầm khoảng từ 8 cho đến 10 tiếng nha chị, tùy theo cái dòng nước hoa nè. Như cái dòng nước hoa perfume gì, perfume đo này là nó sẽ Lưu Hương từ 8 cho đến 9 tiếng. Đang giảm giá 50%. Còn cái nước hoa mà xịn hơn một xíu nữa sẽ là 1.680.000 là giá đang giảm luôn. Giá gốc sẽ là 2.450.000. Giá khuyến mãi là 1.680.000. Gia Huy 350.000 đồng một hộp tăng cân nè, một liệu trình hai hộp 600.000 ạ. Giúp cho mình ăn ngon ngủ ngon. Có nhu cầu cho em số điện thoại nha. Anh Kiều. Có nhu cầu để lại số điện thoại cho tụi em đi mọi người ơi. Ok chị Dung đúng rồi chị ơi. Mua gì cũng được, để lại số điện thoại cho Linh em đi mọi người. Ready, say.
hoa pháp ba tầng hương đang được giảm giá 50%. Yeah, nhân dịp năm mới chúc anh chị mình sẽ có nhiều sức khỏe và hãy mua hàng của em đi vì đang được giảm giá. Come on, come on. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình sớm dẫn ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn màn đùa la lơi đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình. Huy ơi, mua tăng cưng để lại số điện thoại cho em đi Gia Huy ơi. Tưng tưng tưng. Trang lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xóa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ngôi quá dài, lòng vẫn mưa hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai. Chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cuối mặt làm ơn. Thời gian cố ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn vô vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chưa phôi biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thơ một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đang đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyên, như thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nó bị nghẹt mũi á, âm nó không ra được cái lỗ mũi á mọi người, nghe nó kỳ quá, kỳ rồi, khó chịu thật sự. Ok Lê Trung à, cảm ơn Lê Trung. Thương rất nhiều mái tóc xóa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ngôi quá dài, lòng vẫn mù hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai. Chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cuối mặt làm thời gian cố ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi
sẽ làm buồn vô vơ. Nhiều lúc muốn quên đi xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chưa vui biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thơ tha, một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn, đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thì nhớ. Cảm ơn anh chị. Ồ, có một đà hôm shop hỏi cái câu này cái là biết ngay sản phẩm nhà em có bán rồi phải không? Hỏi cái câu này là biết ngay sản phẩm nhà em có bán rồi. Lạnh quá. 350.000 đồng một hộp tăng cân một đà nha em. Không những có bán mà còn được giảm giá và miễn ship nữa. Để lại số điện thoại cho em. 350.000 đồng một hộp. Một liệu trình hai hộp là 600.000. Hoàn toàn miễn phí ship cho anh chị mình luôn nha mọi người. À, thảo mộc này là trẻ em sử dụng được, người lớn sử dụng được, người cao tuổi sử dụng được luôn. Rất là an toàn cho sức khỏe của mình luôn á. Cảm ơn Chi Bùi nè, Tuyền Nguyễn nè, cảm ơn Kiếm Võ nè. Mai là rằm tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu này nghe giống ở bên Trung Quốc ha. Ở bên Trung Quốc người ta sẽ ăn Tết Nguyên Tiêu. À, ngày mai là rằm rồi. À, bài rằm hát bài gì tặng cho anh chị ta? Rằm hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ được không? Ủa đâu phải Vu Lan Báo Hiếu đâu, tự nhiên hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ, tào lao quá. Hoa Nở Về Đêm, bài này cũng rất là hay luôn mà. Hình như em hát không được. Những đồi hoa sim, môi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biệt. Vào chuyện tình yêu, nàng yêu hoa sim tím khi vừa lên nữa. Dạ, kem chống nắng là 290.000 đồng nè. Mua 2 kem chống nắng thì bên em sẽ tặng một chống nắng và sẽ lì xì thêm cho mấy anh chị mình 50.000 đồng. Một chống nắng là 290, mua một em miễn ship, mua 2 em tặng quà mấy anh chị ơi. À, mấy anh chị cô chú nào mà chúng ta có nhu cầu mua hàng thì để lại số điện thoại dùm cho em Linh. À, sẽ có nhân viên chuyên viên tư vấn cho mấy chị mình. Hát tặng cho anh chị mình thêm. À, cái lý do mà tại vì em không hát bài này nhiều là mọi người biết là lý do gì không? Là tại vì em hát bài này.